Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị. Hôm nay là chiều ngày Chủ nhật 20 tháng 11 2022. Chúng tôi đang có mặt tại buổi lễ kỷ niệm 25 năm mạng lưới nhân quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ được tổ chức tại hội trường của thành phố Westminster, Nam California. Chúng tôi xin giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, trưởng mạng lưới nhân quyền Việt Nam. Thưa ông cho biết về buổi kỷ niệm 25 năm mạng lưới nhân quyền ngày hôm nay thưa ông. Dạ vâng, thưa anh, hôm nay là chúng tôi tổ chức một buổi tiếp tân để kỷ niệm 25 năm sinh hoạt của mạng lưới. Như anh và quý vị cũng đã biết, mạng lưới được thành lập vào tháng 11 1997 và hôm nay là tháng 11, kể từ ngày chúng tôi đã sinh hoạt được 25 năm. Và đồng thời hôm nay chúng tôi cũng sẽ công bố cái giải nhân quyền Việt Nam năm 2022. Trong những năm vừa qua thì hoạt động mạng lưới của nhân quyền chủ yếu là như thế nào thưa ông? Thì như anh cũng biết thì mạng lưới nhân quyền cái mục đích chính, cái sứ mạng chính á, là cổ vũ và bảo vệ cũng như đấu tranh cái quyền làm người cho người dân Việt Nam. Và cái thực hiện cái sứ mệnh đó thì chúng tôi có ba cái mục tiêu, chẳng hạn như là về mục tiêu quốc tế vận, chúng tôi có những cái tiếp xúc thường xuyên với các tổ chức nhân quyền quốc tế cũng như chính giới Hoa Kỳ và các nước Âu Châu để mà nhờ họ can thiệp và đấu tranh cho những tù nhân lương tâm và vấn đề cải thiện nhân quyền Việt Nam. Rồi chúng tôi có trong vấn đề giáo dục và thông tin, chúng tôi có những cái báo cáo hàng năm và báo cáo đó cũng rất là uy tín bởi vì là được các cơ quan nhân quyền quốc tế cũng như một số chính quyền là coi như là một cái nguồn tin đáng tin cậy. Rồi để quan trọng nhất là yểm trợ các nhà đấu tranh trong nước, thì ngoài vấn đề yểm trợ vật chất trong những cái kỳ Tết hoặc trong những cái lúc mà những gia đình họ gặp khó khăn thì chúng tôi còn có thiết lập cái giải nhân quyền hàng năm. Và năm nay là năm thứ 21 chúng tôi trao giải, và chúng tôi đã tổ chức cái giải nhân quyền, lễ trao giải ở nhiều nơi trên thế giới. Và năm nay thì chúng tôi sẽ tổ chức tại ở thành phố Frankfurt ở bên Đức với sự hợp tác của cộng đồng người Việt tị nạn tại Đức. Dạ thêm. Sau nghi thức khai mạc và lời chào mừng của trưởng ban phối hợp mạng lưới nhân quyền, phần ban tổ chức trao bảng vinh danh cho các ân nhân đã hỗ trợ mạng lưới nhân quyền trong những năm vừa qua là đến phần tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, trưởng ban phối hợp mạng lưới nhân quyền công bố giải nhân quyền 2022. Năm nay, trong thời gian mà nhận tới đề cử các nhân từ cuối tháng đầu tháng 7 đến cuối tháng 9, chúng tôi nhận được 19 đơn đề cử từ trong nước cũng như ở hải ngoại. Và qua một tháng làm việc rất là cẩn trọng, ban tuyển chọn đã bầu được 3 khôi nguyên, 3 đơn vị gọi là xứng đáng để trao giải nhân quyền năm 2022. Những vị đó là: thứ nhất, nhà thơ Trần Đức Thạch. Người thứ hai là ký giả Nguyễn Tường Thủy, ký giả Nguyễn Tường Thủy. Đơn vị thứ ba là người nhà hoạt động Lâm Lưu Văn Bình và các đồng bạn của anh ở trong Liên minh Dân tộc Tự quyết Việt Nam. Kính thưa quý khán thính giả, buổi lễ mạng lưới nhân quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ kỷ niệm 25 năm hoạt động và công bố giải nhân quyền năm 2022. Sau đó còn có phần phát biểu của các vị dân cử địa phương, phần phát biểu của Thượng Thích Không Tánh từ trong nước và phần văn nghệ đấu tranh do ban tổ cao phụ trách. Và chúng tôi xin kết thúc phóng sự nơi đây với lời phát biểu của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, tù Cộng sản 13 năm đến từ Tân Tây Lan. Bởi vì tôi là một chứng nhân và một nạn nhân của một cái chế độ mà tôi coi là tàn bạo nhất trong lịch sử loài người. Chế độ đó phải bị tiêu diệt, không thể nào dân tộc chúng ta mà được cái đó. Không bằng cách này thì bằng cách khác. Và thế hệ này nằm xuống, thế hệ sau phải nó có thể sao? Đó là điều tôi luôn luôn cầu nguyện. Và chính cũng vì cái điều đó mà hôm nay tôi đang có mặt ở đây. Phan Đại Nam tường trình cho SPTN
từ thành phố Westminster, Nam California.